Ê bồ, mày đi coi phim không? Nghe nói phim Joker mới ra hay lắm đấy. Ok, nhưng mà thôi, sếp tao khó tính lắm. Tuần trước tao mới nghỉ một ngày, rồi giờ sao nghỉ được nữa. Tưởng gì, muốn nghỉ thì đơn giản thôi. À đồ, mày có cách gì hả? Đúng vậy, chút nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần thôi đấy. Sếp ơi, mai cho em xin nghỉ một ngày nha. Cái gì? Sao con nghỉ hoài vậy hả? Tại giờ em mới đẻ hôm qua, nên bây giờ em phải thay tả cho con, mua cháo cho vợ, đi đòi nợ trả tiền viện phí. Xong rồi lại ngồi nghỉ tên để làm giấy khai sinh. Hai nhà bao việc. Ủa, như trời nhớ tháng trước vợ cậu mới sinh rồi mà ta. Không lẽ sinh chưa xong, hôm nay sinh tiếp sao? Ủa vậy hả? Sorry sếp, chắc em nhớ lộn á mà. Alo, sếp ơi, chiều nay cho em xin nghỉ một bữa nha. Cái gì? Cậu đi gặp khách hàng buổi sáng mà nghỉ cả buổi chiều là sao? Đi gặp khách hàng xong, em định về thật nhanh đi làm việc. Chỉ mà ra đi nửa đường thì xe bể bánh, em chắc bộ gần 100 km rồi. Trời thì nắng, không khí thì khói bụi. Bây giờ em đau đầu quá, chắc giờ phải đi khám bác sĩ xem có qua khỏi không. Sếp thông cảm nha sếp. Tội nghiệp ghê, thôi vậy cũng được. Dạ dạ, em cảm ơn sếp. Mà tới lượt cậu mua vé rồi kìa. Lại lên cho người sau còn mua. Dạ. Ủa, sếp nói vậy là sao? Cậu đoán sếp. Cái gì? Cậu tính xin nghỉ việc sao? Dạ đúng vậy, em muốn có chút thời gian dành cho bản thân, được xem những bộ phim mà mình thích. Còn hiện tại áp lực công việc khiến em không có cả thời gian mà nghỉ ngơi. Em thấy mình như con chim trong lòng đang chết dần chết mòn từng ngày. Ok, tôi đồng ý. Sao sếp đồng ý lẹ vậy? Sếp không giữ em ở lại sao? Cậu tưởng tôi không biết cậu toàn kiếm cớ để đi xem phim sao? Đã vậy lại toàn đi lẻ, không biết rủ đồng nghiệp hay rủ tôi đi xem cùng. Khó vậy mà cũng làm được hả? Tôi không cần một người nhân viên như cậu, mau về dọn đồ rồi quýt ngay cho tôi. Em đấy là mấy bà sếp khó tính khác sẽ nói như vậy, nhưng còn tôi thì không. Hả? Là sao hả sếp? Nhìn tôi vậy chứ không phải vậy đâu. Thật ra tôi cũng tâm lý và thương nhân viên lắm đó. Thôi, cậu báo tất cả mọi người chiều nay nghỉ sớm, chúng ta sẽ cùng đi xem phim nha. Tôi bao. À được, sếp chuyện lớn vậy hả? Chứ sao, tiền nhiều để làm gì chứ. Chưa kể bây giờ khi đi xem phim theo nhóm còn được free bắp và nhận hàng loạt phần quà khác nữa đó. Ngu gì không đi. Oh my god. Wow, hấp dẫn vậy mà giờ em mới biết. Từ nay mỗi lần muốn đi xem phim thì cách đơn giản nhất đó là gạ sếp xem phim, rủ sếp đi chung nhà. Quỷ sứ à.